thanh lý hai cái vỏ lòng đồ chơi đúc số 49 dài 69 lỗ 52. Anh em về sổ lên 54 được luôn nha anh em. Tình trạng là hai cái lòng này mới nguyên, có lỗi nhỏ nha anh em, nó bị gãy nhẹ hai cái miếng cánh gió vậy, cho vận chuyển nha. Đó. Rồi thanh lý luôn cho anh em, hai cái lồng này 550 nha, hai cái 550 ship tự lo nha anh em. Đó. Ngoài ra là không ảnh hưởng gì hết. Đó. Chỉ lỗi nhẹ bị nứt nhẹ hay bị gãy nhẹ hai cánh gió xí thôi. Anh em về mình làm sơ nhẹ lại xí, lên xe nhìn vẫn đẹp bình thường ha. Bình thường anh em mua cái vỏ lồng này như thế này không, làm cái vỏ lồng là 450 nha. Rồi mình thanh lý hai cái vỏ lồng số 49 lỗ 52 dài 69 đồ chơi lồng đúc nha, số nổi 49 nổi nha. Hai cái này thanh lý 550 nha anh em. Đó, thanh lý 250 em gọn lẹ.